Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Kazu của nhóm Double Wiz. Bây giờ là 11 giờ rưỡi nha. Em, Kazu và Shinsuke là cùng đi ăn trưa nha. Và hôm nay là đi đâu rồi? Shinsuke muốn đi à? Đúng rồi. Shinsuke đã cùng chưa chỗ Kazu. Vâng, thế hả? Dạ. Cho nên là Shinsuke bảo Kazu hả? À, dạ, dạ. Dạ. Bây giờ muốn ăn là sushi nha. Sushi. Alo. Hả? À, tới rồi. Dạ. Tới rồi. Shipper tới rồi. Ok, cho một chút nha. Ok. Rồi, tới rồi hả? Dạ, tới rồi. Cái gì à? Chắc chắn đi Việt Nam thích cơm trưa này. Đi hả? Dạ. Xin mời. Mọi người Việt Nam thích là cơm trưa cái gì ạ? Cơm trưa cơm tắm à? Chưa nghe nè, hầu như người Việt Nam ít durian. Chắc chắn người Việt Nam thích sầu riêng. Sầu riêng à? Cái này không phải cơm trưa à? Nhưng mà cái này là bánh sầu riêng à? Dạ, đen dẻ à? Dạ, không. Bây giờ có mùi vậy? Chưa mở nha, nhưng mà có mùi durian là sầu riêng. Ui, cái này là có mùi sầu riêng nhiều nha. Nên phải có bao nhiêu nha. Và cái này không rồi, bấm nè. Nếu mở bất ngờ thì mọi người ngạc nhiên và khó khăn nha. À, không mở được nha. Dạ, được chưa mà. Không mở. Bây giờ là bên ngoài em. Ok. Nhưng mà nếu mở trong phòng thì chắc chắn là mọi người chết nha. Sự thật là Kazu không ăn được trái cây sầu riêng nữa. Thơm không? Hả? Thơm không? Không. À, hôm nay là Shinsuke bảo Kazu bánh sầu riêng nè. Em phải ăn thử nha. Oh. Mà cái này à? Nếu cắt thì mùi nhiều hơn à. Oh, là bọc đau rồi. Bịt đầu. Cái này có kem nè. Trứng có kem nè. Ồ. Nên bịt tờ rơ. Hơi là nước mắt nè, ra nước mắt. Bánh sầu riêng là ngon, trái cây sầu riêng nè. Em không chỉ là mình không thích sầu riêng, không ăn được nha. Cái đồ vậy, theo tiếp video. Chết. Theo tiếp video này thì ai like share sầu riêng. Bánh sầu riêng này giống như bánh xèo. Hả? Điểm mà bao này là vàng. Bánh xèo bao gì? Điểm bao vàng. Vàng. Nè. Giống như bánh xèo. Kazu vừa tưởng tượng bánh xèo thì chắc chắn
sẽ ăn được. Ok. Tương tự bánh xèo. Tương tự bánh xèo. Cho nên là sau khi ăn bánh sầu riêng rồi thì chỉ thấy biển sầu riêng thôi. Và còn có mùi sầu riêng trong miệng này. Đối với người Việt Nam thấy ngon nha. Nhiều người Việt Nam ăn được sầu riêng này. Mà người nước ngoài, đặc biệt là người Nhật Bản khó ăn và không ăn được sầu riêng. Wow, ngon hả? Ngon. Hay quá. Shinsuke là người Việt Nam hả? Đã có thể là ngày xưa Shinsuke là người Việt Nam hả? Shinsuke chỗ bằng chỗ gì? Ở Việt Nam. Ghê quá. Ngon. Ngon. Hello. Video này thì hãy like, share, subscribe nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Và hãy ăn thử bánh sầu riêng nha. Bye bye.